chó bạn mình là du. Um, thì tôi lại đi thẳng vào chủ đề nhá. <laughs> thì như các bạn đã biết đấy khi mà các bạn muốn kiểm tra một biến INT xem nó có đủ điều kiện hay không ấy thì các bạn thường các bạn sẽ sử dụng những cái câu như là câu những những, những cái hàm như là những cái không phải hàm mà là những câu lệnh sorry sorry như là ví dụ như ở đây mình sẽ kiểm tra, ví dụ mình có một biến A bằng 5 chẳng hạn, đấy mình muốn kiểm tra cái biến A này thứ nhất là nó có uh, nó có nó có bằng năm hay không à nó có bằng năm hay không thì mình sẽ kiểm tra nếu như mà biến a bằng bằng năm thông qua câu lệnh if đúng không đấy thì system chấm out chấm ok bạn đấy còn nếu không thì mình sẽ hiển thị ra một cái khác oh, sorry uh, mình phải để cái này để nó chỉnh xem cái audio mình có tốt hay không <laughs> để biết đường tí chỉnh giọng quay lại qua quay lại bài tập nhá còn nếu không thì mới hiển thị ra chữ no ok shift f6 à. đấy thì nó hiển thị ra chữ ok đấy bây giờ ví dụ bây giờ mình sẽ kiểm tra bằng 8 ngạn a mà bằng 8 ạ à. thì nó sẽ hiện chữ lâu đó thì đấy là cách thông thường thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng một thằng khác đó là chính cái thằng in predicate trong Java ờ, ok tiếng Anh của mình có thể phát được đang sai sai một chút mình nhìn từ này thì mình sẽ đọc là đọc là in prey ket ok thì cái in predicate nó là gì đấy, in predicate thì nó sẽ là một cái nó là một cái uh, interface đấy giúp các bạn có thể kiểm tra cái giá trị đầu vào đấy và đầu ra của nó sẽ là chu hay fail đó thì nó sẽ rút gọn hơn uh, nó sẽ thì rất rất là nó sẽ rút gọn hơn một chút thôi Đấy, nó rút gọn hơn chút thì đây là cái kiến thức ở ngoài rồi kiến thức ở ngoài theo mình thì mình thấy nó là kiến thức ở ngoài rồi, bởi vì hồi xưa mình học mình cũng không được học cái kết này đấy ok thì đây nhá đây mình sẽ để cái ví dụ này là cái ví dụ bình thường hạn đấy à, bây giờ đâu nhỉ con, con trò chuột mình bị làm sao ấy. đấy rồi ok đấy thì để sử dụng để cho các bạn hiểu và biết cách dùng cái thằng in predicate này. Đấy, thì mình sẽ đi thẳng vào ví dụ luôn. Đó. Thì in predicate này đầu tiên các bạn gõ cho mình in, in, t, in t này. INT in INT này. Và mình đọc là các bạn viết in và đi kết đúng không? Thế okay. ok, rồi các bạn nhấn Ctrl Shift I để nó import thư viện cho mình. Đó. Thì ngay lập tức sẽ nó sẽ import cái phương thức này. Đấy, in này. Rồi sau đấy xong nhá Thì mình sẽ đặt tên cho nó Ví dụ mình đặt tên cho nó là check số đi Check số Ok check số rồi Đấy Mình sẽ bằng Đấy các bạn mở ngoặc ra cho mình Đó Các bạn khai báo cho mình một biến INT ở đây à, Mình đặt là input đi Input cho các bạn dễ hiểu nhá Đấy Sau đấy các bạn cho mình một cái Dấu gạch vào trong mũi tên này Rồi thêm một cái dấu ngoặc nữa Rồi chấm phải Ok thì trong cái đoạn code ở trong này thì mình sẽ kiểm tra cái giá trị của cái biến input này ở đây. Đấy. Thì đây mình sẽ nó sẽ giúp các bạn ngắn gọn code thế thôi, mình sẽ kiểm tra nếu như cái biến input kia mà nó bằng à. bằng 5 chẳng hạn. Đấy, bằng à. bằng 5 chẳng hạn. Đấy, mình vẫn phải sử dụng câu lệnh if Đấy. L. Đấy, nếu bằng bằng 5 thì mình sẽ return là true. Đấy, chấm vậy. Đấy, tiếp theo là mình còn nếu không thì return là fail Đó rồi Sau đấy vào trong này Mình chỉ cần Mình đem nó ra mình sử dụng này System.out.print Đấy mình sẽ hiển thị system.out.print Là cái biến Mình sẽ gọi cái biến trách số kia Của mình ra trách số Đó Và mình sẽ Chấm hàm là hàm test đó, ok đây biến đây là biến init và đó thì cái đầu vào của mình thôi mình sẽ chuyển vào cái số a của mình đó sau đó mình bấm run đấy thì kết quả nó sẽ ra fail vì của số của a của mình hiện tại là bằng 8 rồi đấy bây giờ số a mình sẽ bằng 100 trăm ạ à. đấy bằng 100 trăm đấy vẫn ra fail đúng không thì giờ mình nếu như mình thay đổi lại cái điều kiện nếu như cái thằng này chia phần trăm cho năm bằng bằng không thì sao bằng bằng không xem số ấy có chia hết cho năm hay không đấy Run. đó ok sẽ hiển thị ra chu đấy thì đây là một cách giúp các bạn có thể ngắn gọn cốt thì ảnh ví dụ như check số bây giờ mình check số nhá mình check số xem là số này có vừa chia hết cho năm xong rồi còn vừa chia hết cho hai đấy thì mình sẽ thêm đấy đây n uh, input chia phần trăm cho hai bằng bằng không đấy sau đó mình bấm run đây ok thì mình sẽ copy cái thằng này mình vứt ra ngoài này đấy mình tạo ra cái biến trích số ở đây mình sẽ ghi cho nó là public static đi public này static public static ok đấy thì sau đó mình xóa ra ngoài đi đấy thì cốt của mình ấy à chết rồi xóa nhầm cái biến hàng của mình cốt <laughs> của mình ấy nó sẽ ngắn gọn hơn đấy ngắn gọn hơn thì và và ngắn gọn hơn và giúp các bạn đỡ phải đau đầu và suy nghĩ thôi đấy đó ok thì đấy là về cái biến đấy là về cái cách sử dụng cái thằng in predicate đó thì nó sẽ uh, video của mình uh, xin được dừng lại đây nếu các bạn thấy có cần có có những cái gì mà cần phải bổ sung hay là thêm thắt gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới để cho mình biết. Ok, video của mình xin đừng dừng lại ở đây. Chúc bạn học chính vui vẻ.